mình sẽ về trước anh em để xuống đây để xử lý nốt cái phần phần sàn nhé các bạn nhé. Bởi vì lúc nãy là chưa có cái lá để rải, cho nên là về trước để rải lá, đợi anh em về sau thôi. Đây lợp được một ít rồi các bạn ạ. Đây này, cơ bản là như này thôi. Tí nữa chặt thêm một ít nữa là đằng này nữa là ok thôi đấy. À, tối nay anh em có thể ngủ thoải mái rồi. Đây sàn của mình là cơ bản là đã xong rồi. Đã có một cái lớp lá chuối để anh em nằm cho nó êm rồi. Không phải một lớp mà là hai lớp. Đó. Tối nay bọn mình sẽ ngủ ở đây, sinh hoạt cơm nước các thứ ở đây. Bây giờ thì mình sẽ phải dừng máy để đi gầy bếp cho nó ấm cái bầu không khí chỗ này lên. Đấy, út đã đi về rồi. Có gai này nhỉ? Có gặp một con sóc nhưng mà không bắt được. Mỗi anh em đều gặp một con sóc nhưng mà nó không nhanh quá. Đâu? Này thì biết nên ăn không nhỉ? Ôi con này ngon mà, con ếch đồi mà út. Lúc nãy thì mình không có thăm đến đâu, để cho nó tự nhiên. Con này á? Ừ, con này con ếch mà. Ếch đồi đây, chỉ sơn sơn nhiều lắm. Con này á? Ừ. Đi bắt thử mấy con này. Bây giờ bọn mình sẽ đi bắt, tại vì là không có gì ăn. Chỉ có gạo, cơm gạo thì mang đi từ nhà với một ít mì tôm thôi. Con cua nhưng hơi nhỏ. Đấy, hẳn con ếch tử tế mà. Cua này. Cua xong rồi lấy. Con ọt ọt đã hết rồi nhỉ. Nghe nó kêu đâu chỗ này mà. Cá cái gì á? Ơ nhà sao lại có đồng nọc đây nhỉ? Con này không ăn được không ạ? Ở được có một con ếch thôi. Tại vì là bọn mình sẽ không lên đằng trên này nữa vì nó có vướng hẳn một cái tảng đá nó như này các bạn. Ờ. Đây mình nấu cơm đây nhá. Còn lán ngủ ở đây. Đây bây giờ đây nấu cơm bằng nồi ăn nhá các bạn nhá. Ok vào chỗ này mình nấu. Thì ăn kê cái chỗ để nấu. Rồi rồi. Kê cái chỗ để nấu đã. Thì bữa tối bọn mình sẽ là ăn cái cây này làm canh thôi. Đây này, út đã lấy một đoạn này khá là to như kiểu gậy như ý đây. Ai chặt cây này đâu Hòa? Có già quá không? Chuột à. Cái này không phải như cái không phải cây cón đâu út. Không. Không phải cây cón đâu các bạn nhé. Cây câu ấy. Giống cây câu. Bay lá luôn. Già quá, già quá. Tạm cái này thôi. Từ ôi con cua này út này. Đâu? Đây này. Bắt luôn đi. Em cua này. Dừng ngồi lên đây. Chắc thấy chất tanh hả? Út. Mày. Chết rồi. Này, một con cua này. Ăn sống được nhỉ? Ăn được mà. Ngọt lắm.
Úi chà, có vẻ nhiều nước hay sao út? Không, cứ đạp qua qua nữa. Nhưng mà đừng cho nó khô xuống nước. Nồi này là bọn mình mang từ nhà nha các bạn nhé. Trưa nay không nấu lại vì lý do là Hòa bảo là thôi nấu bằng cái ống nứa. Nấu bằng ống nứa các bạn. Nhưng mà tối nay thì bọn mình sẽ lấy nồi ra để sử dụng. Canh cây móc các bạn. Đó, cái này nấu hay luộc đây? Nấu chứ. Nấu nha các bạn nha. Đi hấp lại cả cái kia rồi. Đi ăn luôn bây giờ bác nói. Thế ăn đi. Trong cái hố kìa. Đâu? Con lúc nãy kêu đã. Không nhìn thấy à? Ừ. Ôi ôi, chạy. Tí nó lại ra đấy nhỉ? Lại ra đằng đâu ấy nhỉ? Thôi, bỏ đi. Đấy, chạy sang bên đấy luôn. Đâu, để xem hướng của hắn. À, nó vòng vào đấy rồi gì? Vòng vào đấy. Không có, chạy mất rồi. Úi đây, hòn này sao đây? Đây, hòn này này, bỏ hòn này ra nè. Bỏ hòn này ra nhỏ này này. Đây, đây hòn này này. Nó lẩn chỗ này mà. Hả? Khơi chắn nước. Chắn nước ra. Mất mấy con ếch to quá các bạn. Quá ok nhỉ. Đợi cơm chín và cái canh móc. Cây móc này chín là bọn mình chiến đấu thôi. À với lại là đợi Hòa nữa, Hòa đang đi bắn chuột về, không biết là có được hay không nhưng mà chưa thấy về. Anh em mình nhìn nấu và chờ đợi thôi. Đúng rồi. Trứng nó ngon đấy các bạn. Ủa con này cái nướng cả pịa đó quá. Nướng cả con nhá. Ờ nướng cả con đấy Út đấy. Đây chỗ này bắt được con ngay đây mà. Ôi dồi tan trứng, trứng rồi mà. Cả trứng cả pịa. Chẳng ai kêu nữa nhỉ. Con này ếch cóc à? Không phải, 8. Bây giờ được có 2 con cua đây các bạn ạ. Với lại 2 con ếch thôi. 3 con. 3 con ếch à? Vậy ăn tạm như này. Bởi vì thực ra anh em cũng cố kiếm để cho bữa cơm nó ngon hơn nhưng mà không được, không biết làm nào. Kêu nhưng mà nó lại lên bắt trượt mấy lần nó lại chạy hết. Hòa thì cũng đã xuống đây rồi. Không ăn kêu nữa. Không. Ôi thôi ra hết trứng rồi. Thả vào đây luôn thôi. Chắc là hôm nay có lẽ là cho nó ngọt cái này thôi. Có lẽ là bữa cơm đạm bạc nhất của anh em bọn mình. Ôi, cua chạy hết rồi, sao nhỉ? Làm gì? Đây. Hai em cua. Ba con. Cái này nấu như kiểu nấu hổ lốn, nấu lẩu. Ơ, anh tưởng được 2 con cóc mà Uốn. Có 1 con này. Ờ. Được 3 con cua và 2 con ếch cóc. Cũng tạm ngọt cái nước này. Hai con nào cũng có trứng luôn. Rồi. Ngon hơn gì nữa. Hôm nay ăn cơm thiếu chất tanh. Có chất tanh nhưng mà nó không đủ. Đây nồi cơm đây các bạn nha. Bọn mình sẽ ăn cơm chỗ này. Còn đằng sau mình tí nữa đi ngủ. Anh em mình nhóc xuống rồi. Nhưng mà Hòa lại tranh thủ bắt được 4 con ếch. Có cả con màu ấy luôn à. Bắt được 4 con này. 1 con này, 2 con, 3 con và 1 con đang ngây mổ đây. Nên này anh em mình lại phải bằng lại để cho cái loan này chín. À chà chà, con cua này. Vì đồ rừng trên này nó không có mỡ đâu các bạn, chỉ có thịt thôi.
Vẫn còn cựa này. Không giá nữa, nó giá thì khỏi phải bàn luôn. Đấy. Đây này không nhóc đi nhóc lại nữa mà ăn xong rồi anh em một mình tiếp tục đây. Thế mà đơn giản là cũng được nồi nát kỹ cái mắc à. Người canh rất là ngon đấy chứ. Mọi thứ đã ok. Đây sẵn sàng rồi. Cơm chín đã nắm mà lá nhỉ. Ừ. Nào, anh ơi. Tôi cũng bia thôi Hoài. Không bia đâu. Đây. Thì tí nữa anh em đi thôi. Đây nhà hai anh em chung nhau. Đây cốc đây à? Đây ở đây. Đây chất rượu rồi à? Chưa. À cảm ơn bạn nhé. Rồi cốc tử tế quá. Ôi ôi. Ôi ôi phí thế. Mời mời cả nhà nhá. Mời anh nhá. Ui chắc đi. Mời bạn nhá. Mời các bạn ăn cơm bữa tối cùng anh em bọn mình nhá. Hôm nay nó hơi đơn giản như này thôi. Đó mấy con cháo chuộc cộng với một hai con cua với cái cây hai của anh em nhá. Cây gì nhỉ Hoa nhỉ? Cua. Không, cái cây lúc nãy mình cứ quên móc. À, cây móc các bạn. À da, ngon. Wow. Ngọt thế nhỉ. Đây là thìa của anh em mình đây nhá. À. Đấy. Mông được cành luôn đúng không? Mông được cành luôn. Chủ yếu là rau cỏ đấy. Tuyệt vời quá. Ngọt nhỉ. Cái cây này chúng ta ngọt đúng không? Hoa nhỉ. Cái này ngọt lắm. Rồi cái thìa đấy để chỗ mình đánh bẫy còn cây nữa nhỉ. Không có cái gì để hứng nữa. Chán quá bìa do toàn bộ. Uống đi anh em ơi. Rồi nhá. Có một con lại bé hơn lại nhấp nhấp. À chà chà, ngon. Ôi con gì kêu nhỉ? Ếch cóc. Đấy là con ếch cóc. Kế hoạch là anh em một mình ăn xong thì sẽ đi soi. Ngọt nhỉ, nước của nó nhỉ, chất đúng không? Cơm canh của mình thôi. Thôi thử đi. Đây là ếch anh em ạ. Cái này thì đủ ăn thoải mái chứ không phải nhường nhau đúng không? Đấy. Đủ mỗi người một con. Đây. Không phải là mỗi người một con đâu mà khả năng hai con. Mỗi người hai con cũng nên đấy. À đúng rồi. Trước đã bắt được hai con rồi sau lại bắt được 4 hay 5 con rồi. Ui. Ngon. À chà. Mày cứ tụp đi. Còn cơm thì tí nữa bọn mình sẽ nắm bằng lá để ăn thôi. Dạ. À. Cẩn thận mà lại đi răng nhá. Ngọt thật đấy. Ăn đấy vứt để tí chuột nghe tanh nhá, lên nhỏ nhỉ. Bạt bạng đuổi tàu đấy. Ăn xong anh em mình vứt bỏ bữa sau vẫn còn mà. Đúng rồi. Rất là ok. Anh em. Nó mềm nó ngọt. Tí chắc là xương cái đời. Làm con cháo chua đi. Con ếch chứ. Ếch chứ. Nó dài nữa. Nó gọi là ếch cóc nha các bạn nhá. Cái con này. Làm một con dài dài nhuyễn nhãn này nào. À út bảo út chưa được ăn đấy, ăn thử đi. Anh thì ăn lần thứ hai rồi. À, ngọt lắm. Ngọt mà. Em gửi tạm rồi nhá. Đây hai anh em này. Quá ngon các bạn. Tuyệt vời đấy. Xương nổ bom bốp vậy nhỉ. Đây là trên đồi đấy. Ở nhà là không điện đón gì cả. Rồi có tí nến. Đây các bạn này. Lần thứ hai mình được ăn con ếch này. Thành phố đây. Đồi Chiêu. Đó. Để cái đèn đây này. Để ăn cho nó sướng đã nha. Bỏ tay cơ. Nhẹ từ lúc mình quên ớt rồi. Ủa. Ngọt nhá. Ngọt lắm Hòa. Ngọt mà. Quá ngọt. Sướng thật. Ồ chắc thịt con của mình cũng già hay sao. Càng ngọt. Bởi vì cái con này nó đang ngọt. Cái móc này nó móc nó ngọt thẫn. Ôi. Cái này lúc nãy không bẻ. Cái đấy là thịt hay cái gì chứ. Cái ấy. Cái cấn của nó. Cấn của nó. Mai chặt được con sắt này. Rất là giòn các bạn. Đi sớm đi. Nhờ. Mờ mờ anh em được nhờ. Ngon. Ơ Hòa còn không? Đấy, đã rồi. Hôm nay là bây giờ bọn mình sẽ tạm thời hai anh em. Chán quá nhỉ. Đang tạm này. Ngồi tin nhắn. Có sóng nhưng mà nó hơi yếu sóng tràn biển nào. Anh em đang mải ăn à?
em Hà Giang lại nhát rồi. Thân bọt. Thịt bọt. À ngon. Chuyện quản cho em nửa tỷ nữa nào. Nửa tỷ nữa thì anh em. Ôi à, dài thật đấy. Dài, nó già. Hay là nó chưa chín nhỉ? Là chín rồi. Anh này dưới chín mà. Ngon. Lâu không đi cái đường bên này nhà mình là sắp ấy. Đây là ngọt này. Biết ngọt ếch này, ngọt cái này. Cây này nó cũng đã đủ ngọt rồi. Nó ngọt cả cây cón lẫn ngọt cây ếch mà. Quán đâu? À cây cây. Xin lỗi các bạn, ăn nó giòn quá nên là không cưỡng lại nổi. Con này mình hết chưa nhỉ? Dễ rồi. À, công này phải để lại lưu lại để mai để mình uống tiếp. Đây của mình còn nhiều quá nên là không thể uống hết được. Đây vẫn chưa được mỗi anh em một tí nữa này. À. Đây uống đây, chắt cho anh em bên này đi. Đây có. Chỗ này mình làm một tí mà xay nhanh. Chú Dung thấy uốn mang một đoạn xuống mình vào làm. Cái này lại chặt độc cái có này. Làm gì vậy? Ăn nhiều ăn đi hả? Ăn tí cực. Một ít thịt lợn nữa, chuột trống nữa. Đây cái cón này ăn có cái vị nó gói mì tôm vào, ôi trời ơi, ăn ngọt như kiểu nước phở ấy các bạn, hoặc là như kiểu ăn nấm ấy. Hai ông đã gần hết rất là ngon, xài loi phèo rồi. Rồi tạm thời nghỉ máy một tí đã các bạn nhá, để sinh hoạt nốt chỗ này nữa. Còn con cua to và cơm thì anh em chưa động tí nào. Ây à, làm cái bia nó ghê thế nhỉ. Mình sẽ xử lý hết chỗ bia này. Còn Út với Hòa thì chuyển sang tiểu rồi các bạn. Rượu rồi. Hòa với Út thì vẫn đang nhâm nhi rượu các bạn. Mình xin phép làm tí cơm. Đây. Anh em. Có gì mai mình làm lại nhá. Bán không được cái gì. Video này tạm dừng là ở đây đã nhá.